Cô gái trẻ đẹp Trần Như Nhộng đi bộ giữa đường gây xôn xao mạng xã hội. Tối muộn ngày 9 tháng 8, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp khỏa thân thản nhiên đi bộ dưới lòng đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo hình ảnh ghi lại, cô gái trẻ này không một mảnh vải che thân, đi dọc đường Nguyễn Trãi đoạn gần trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự việc xảy ra khiến rất đông người dân hiếu kỳ tập trung, giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt cùng người dân đưa cô gái trẻ vào vỉa hè và lấy quần áo mặc cho cô gái này. Tuy nhiên, cô gái sau đó có phản ứng lại và không chịu mặc quần áo. Liên quan tới sự việc này, nguồn tin của phóng viên cho biết hiện cô gái trẻ đã được đưa về trụ sở công an phường Thanh Xuân Trung. Cũng theo nguồn tin từ phóng viên, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 45 ngày 9 tháng 8, công an phường Thanh Xuân Trung sau đó cũng đã liên hệ được với gia đình cô gái. Tại cơ quan công an, một người tự xưng là anh trai cô gái trẻ cho biết em gái mình có tiền sử bị bệnh thần kinh. Người thân của cô gái cũng đang đi từ Hải Phòng lên Hà Nội để giải quyết. Sau đó, công an phường Thanh Xuân Trung cũng đang làm rõ xem cô gái có sử dụng chất cấm hay không. Quý vị và các bạn có nhận xét gì về sự việc này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới video này nhé. Và đừng quên like và theo dõi kênh để cập nhật được những tin tức mới nhất.